Xin chào các bạn. Rồi, hôm nay Yuki làm gì? Hôm nay Yuki là vẽ hình. Hôm nay Yuki vẽ cái gì nhỉ? Doraemon. Yuki mấy tuổi? 6 tuổi. 6 tuổi à? Yuki đến từ đâu? Đến từ nước gì? Đến từ nước Nhật. Nhật. Đúng không? Rồi, Yuki thử vẽ xem một xem nào. Chưa vẽ mẹ à? Ui dồi, tóc của mẹ đây à? Xem nào. Đẹp nhờ. Nhớ về khoe mẹ nhá. Ngồi đi. Đến mẹ ấy. Nè, xinh nhỉ. Thế chưa vẽ thêm bố đi. Chứ còn vẽ nhanh đi. Tại vì không vẽ bằng con. Thế là giỏi rồi. Không du làm sao vẽ nhanh bằng con được. Đấy. Đấy, đồ vẽ giỏi chưa? Đồ, 3 nguồn thì xong. Hay chưa? Rồi. Vẽ nhanh đấy. Thiên tài. Bố này, bố tóc này. Đâu bố tóc đâu. Thế còn vẽ được ai nữa, còn vẽ hết đi. Xong rồi. Xong rồi hả? Nhà cô Kha. Dạ, sao xem nào. Em Min này à? Của em Min đẹp trai đấy nhỉ. Em Min đấy. Ừ, vẽ nhanh nhỉ. Em Min số trái quá. Chị sẽ vẽ hình do đâu một cái này đi. Còn chị sẽ không biết vẽ. Tác phẩm của Yuki đây. Đây là Doraemon. Đang nằm trên cái gì đây? Nằm của mặt trăng. À, này mặt trăng à? Mặt trăng. Rồi các cái quyển Yuki vẽ từ trước giờ xem nào. Yuki khoe các bạn như nào. Yuki giới thiệu nhá. Cái này là một cái. Đâu cái này là vẽ ai đây? Cái này là thể vẽ cho. Cái này là ai? Đây, ai đây? Là Sun Gohan. Sun Gohan, ok. Sun Gohan là con trai của Sun Goku. Đúng là con trai của ta. Wow. Đây còn vẽ tử tế rất đẹp này cơ mà. À, chưa tô màu. Chưa tô màu, đẹp đấy. Đây là Pikachu à? Chưa tô màu à? Không cần. Thế là giỏi rồi. Đây à? Hai bạn Nobita đẹp nhỉ? Thì xưa thấy em Yuki vẽ đẹp không? Good job. Good job. Amazing. Good job em. Ôi, cái này thì tuyệt đẹp. Cái này con vẽ cái gì ấy? Con vẽ Việt Nam. Việt Nam à? À, con yêu Việt Nam à? Đẹp. Yêu phố Việt Nam. Ừ, đẹp thế nhỉ? Đây là ai đây? Nobita. Hết chưa? Hết rồi. À đây, cái này mới nhất đây. Cái này vẽ nhanh, chưa tô màu. Tô màu lên cũng đẹp đấy. Ok, thì vẽ rất đẹp này. Bây giờ sữa. Sữa cũng vẽ đẹp này. Xong rồi bây giờ chào các bạn. Cô có lại vẽ ai đây? Bông hoa. Bông hoa của sữa này. Tuyệt vời luôn. Bông hoa nha, vẽ hình này ấy chứ. Khi vẽ gì đây? À, xem như khi vẽ bông hoa là xem như nào nào. Xem có khác chị sữa không? Khác chị sữa chưa? À, đẹp bằng nhau. Mỗi người đẹp một kiểu.
đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Chị Sữa thì sáng tạo hơn. Đấy, chị Sữa đây cũng đẹp. Chị Sữa nhưng mà chị Sữa to hơn nhỉ? Đúng không? Nhưng mà to là được rồi. Anh, chị Sữa cái này tiếp nhé. Chị này nhá. Cái này xong rồi à. Chị kia dạy à? Xong là như nào? Đấy. Phải như thế đúng không? Như thế chứ. Chị Sữa thử vẽ giống em Du như nào? Rồi. Cũng dễ mà. Dễ mà. Em Du dạy giỏi đấy nhỉ? Sữa vẽ được luôn này. Chuẩn xuất sắc. Rồi, bây giờ tạm biệt các bạn đi. Nào. Tạm biệt các bạn trong video lần sau. Nào, tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye. Giỏi. Lần sau Yuki lại dạy chị Sữa nhá.